lên dương gian trời sắp trở về tôi. Đoàn nhạc thiếu chúng con xin phép được kêu thay lầy đỡ cho toàn thể con cháu anh em. Xin kính thỉnh chân linh hương hồn cụ về đến hưởng nguồn hương. Và nuôi dưỡng các con từ tâm bé, công cha đầy trời, công mẹ đầy non nê, công cha thì như núi Thái Sơn nê, còn mẹ thì chiếc lấy ướt để nhường nghề khô sang. Cơm đạp bạc xa đình, cha ơi này các con xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha về, cha lại lâm yên thương. Cha ơi nay vì kim cư Việt Nam mà Thái Nguyên thành phố Tân Lập Thịnh phường tổ dân đề phố số 50. Cha ơi này cháu con anh em xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha là Đỗ Văn Hạc, cha niên sinh 1943, cha lâm năm trung y tạ thế lúc 3 giờ 55 phút ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức ngày 9 tháng 1 năm Giáp Thìn, cha hưởng thọ 82 tuổi. Trường sơn hay là người đang vui thu nơi cỏ cây sông sông núi, cha ơi hay cha còn nề đã cưỡi hàng xe mây, cha nghe thấy lời cháu con anh em thầy gọi ba hồn bảy phía tốc tốc nhập đàn hở tràng lại lâm mơ. Nhất tuần này con trai châm tiểu, các con trai lên rót ba chén rượu để báo hiếu cho cha. Nhất nhớ đi tuần này là tuần này con rót ba chén. Tuần này là tuần con kèo chén rượu sa
tuần này có gió mưa chán đi, gió chén có gì ở đâu. Đèn này ốm bây giờ trang nghiêm, cùng đứa thơ sinh thành dặn các con là con dâu lên trước linh sàn xới cơm gắp thức ăn vào thát để mời. Xin mời con gái con dâu lên trước linh sàn xới cơm gắp thức ăn vào thát để mời. Các con là con gái con dâu con xới cơm gắp thức ăn vào thát con mời cha như bao vừa. Ngày ba bữa cơm có cha có con có ông có cháu quây quần. Nhưng từ nay trở đi căn nhà này vắng bóng cha rồi. Cha ơi, nỗi đau các con mất mẹ thì chưa nguôi. Ngày xin mời đại diện cháu nội ngoại lên rót nước để mời ông ơi, còn các cháu nội ngoại con lên trước linh sàn con rót mời ông ơi tuần nước tuần trà. Ông ơi,
trong con tay chấp mơ hồi quỳ. Ôi cha ơi ba một nề bảy vía cha về, cha ở đâu về, cha xuôi hà không về. Cha em đổi người một lần sau cuối để rồi cha đi. Cha ơi, cha về nhìn các con bước trong một lần mà sau cuối đi rồi cha đi. Từ nay trở đi các con đã mất cha mất mẹ, các cháu đã mất ông mất hiện thành nghề hương hoa đang trà quả lễ tất cung cung nhị vai, lễ chúc thực cho cụ Đỗ Văn Hạc đã xong. Xin mời cháu con anh em để tề tựu vào hai bên linh cữu. Nhận được tin buồn, cây cao bóng cả, cụ Đỗ Văn Hạc đã qua đời. Lễ viếng tâm thành đang ở trước linh sàng là của gia đình các cháu Vũ Hồng Bắc, Nhữ Văn Tâm, Đoàn Văn Tuấn trở về thắp nén tâm nhang thay lời chào vĩnh biệt, chúc cụ nơi cõi vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu. Để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, kính mời các đồng chí dành phút mặc niệm tiễn đưa cụ xin được bắt đầu. Xin được bắt đầu.